Năm 2016, ông nội em lập di chúc để lại cho em là cháu đích tôn toàn bộ tài sản bao gồm cả nhà đất. Khi ông vừa mất, bà và các cô chú tổ chức họp gia đình để sửa nội dung này. Sau cuộc họp, bà và các cô chú thống nhất lại chỉ cho em 1/2 khối tài sản đó, lập thành biên bản họp gia đình. Vậy, di chúc của ông để lại lập trước đó có còn hiệu lực pháp lý hay không? Bà em có quyền thay đổi di chúc đã lập chung với ông hay không? Xin nhờ kênh YouTube Nguyễn Đoàn Khuê giải đáp. Xin cảm ơn câu hỏi vừa rồi của bạn Bảo Ngọc đã gửi về kênh YouTube Nguyễn Đoàn Khuê. Và để giải đáp thắc mắc của bạn, kênh YouTube Nguyễn Đoàn Khuê cũng có một vài chia sẻ đến nội dung này như sau. Như nội dung của bạn Ngọc đã trình bày, thì di chúc của ông nội để lại được lập vào năm 2016, thì quy định của nhà nước áp dụng tại thời điểm đó là Bộ Luật Dân sự năm 2005, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2006 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016. Do đó, căn cứ theo quy định tại Điều 663 của Bộ Luật Dân sự năm 2005 thì vợ chồng có thể lập di chúc chung để định đoạt tài sản chung. Bộ Luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, không còn quy định hình thức di chúc chung của vợ chồng. Bên cạnh đó, theo Điều 664 của Bộ Luật Dân sự năm 2005 có quy định về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc chung của vợ chồng như sau. Vợ chồng có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc chung bất cứ lúc nào. Khi vợ chồng muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc chung thì phải được sự đồng ý của người kia. Nếu một người đã chết thì người kia chỉ có thể sửa đổi, bổ sung di chúc liên quan đến phần tài sản của mình. Như vậy, theo quy định trên, do ông nội của bạn đã mất, cho nên bà nội chỉ có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế phần tài sản của bà nội trong khối tài sản chung. Còn liên quan tới phần tài sản của ông nội thì bà không có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc thay thế, trừ phi khối tài sản của ông để lại không hợp pháp. Về hiệu lực của di chúc được quy định tại Điều 668 của Bộ Luật Dân sự năm 2005, thì di chúc chung của vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm người sau cùng chết hoặc thời điểm vợ chồng cùng chết. Điều này có nghĩa di sản của ông nội bạn để lại chỉ được chia thừa kế theo di chúc sau khi bà nội bạn qua đời. Từ nay cho đến khi đó thì ai đang quản lý nhà đất, sử dụng phần di sản của ông bạn thì người đó có thể được tiếp tục quản lý, sử dụng trừ trường hợp những người thừa kế có thỏa thuận khác. Ngoài ra thì Phương Vi cũng có một vài chia sẻ về quy định di chúc hợp pháp tại Điều số 652 của Bộ Luật Dân sự năm 2005 như sau. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây. Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép. Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội, hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật. Di chúc của người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc người không biết chữ thì phải được làm chứng lập bằng văn bản và có công chứng hoặc chứng thực. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp nếu đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, điều 652 nêu trên. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người viết di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và sau đó phải những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày di chúc miệng được thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực. Hy vọng là những thông tin Phương Vi cùng kênh YouTube Nguyễn Đoàn Khuê vừa mới chia sẻ có thể mang lại thông tin hữu ích cho quý cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nguyễn Đoàn Khuê. Đến đây video xin được phép kết thúc. Kính mong quý cô chú anh chị có thể like, cho ý kiến bình luận và chia sẻ để kênh YouTube Nguyễn Đoàn Khuê có thể ngày một phát triển hơn nữa. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.